Thưa quý hội thánh, gần đây nhất là trong những ngày mà gần Tết Trung Thu, ngày mùa Trung Thu thì tuần rồi, Chủ nhật rồi phải không? Quý vị có ăn bánh Trung Thu mà thưởng trăng không? Chúng ta sẽ thấy trăng, cái mặt trăng lúc đó nó không được bình thường. Và các nhà thiên văn cho biết là đó là người ta đặt cái tên cái mặt trăng lúc đó là Super Moon, là siêu mặt trăng. Hay là nói theo kinh thánh đó là Blood Moon, tức là mặt trăng máu, mặt trăng huyết. Mặc dầu các nhà thiên văn thì định nghĩa sở dĩ mặt trăng nó trở thành màu đỏ huyết đó, trở thành máu đó, trở thành super lớn hơn bình thường đó, là vì có cái hiện tượng khúc xạ ở trong thiên nhiên. Nhưng mà lạ lùng làm sao là mỗi lần mà có mặt trăng máu xuất hiện thì Kinh Thánh có ghi lại điều đó, và nó ảnh hưởng đến dân tộc Do Thái, dân Israel. Nó xuất hiện những ngày đó là nhằm vào những ngày đại lễ, những cái ngày mà dân Israel họ long trọng, họ cử hành theo cái truyền thống đạo Do Thái của họ, tức là cựu ước của họ. Nó nằm ở trong những cái ngày, những cái năm đặc biệt gọi là năm hân hỷ, hay là những cái năm mà trong ngày lễ vượt qua chẳng hạn. Đó là một điều người ta chú ý điều đó về phương diện niềm tin và tôn giáo. Và Kinh Thánh thì luôn nói đến những cái hiện tượng, những dấu hiệu mà Chúa trở lại biến động ở trên thế giới. Thì một trong những dấu hiệu đó là mặt trăng sẽ trở thành huyết, mặt trời sẽ trở nên tối tăm. Và nếu chúng ta đọc sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy rõ những điều đó. Rồi quý vị có để ý rằng gần đây ở tại Cali, người ta nói về nạn hạn hán, khô hạn đến nỗi phải hạn chế nước. Và lại có cái nguồn tin là trong vòng 50 năm sắp tới này thì Cali sẽ bị động đất, một trận hủy diệt, hay là có những cơn sóng thần gì đó đổ ập vào. Thì chúng ta thấy những điều đó không phải những điều nói chơi nữa rồi, những điều đã có tin tức chính thức loan báo. Và lại nữa, chúng ta cũng nhìn thấy cái tình hình của thế giới cũng như riêng tại Hoa Kỳ, thì cái sự bắn giết nhau bằng súng đạn, chiến tranh xảy ra thì giết nhau bằng súng đạn đó là lẽ thường tự nhiên. Nhưng mà trong cái xứ sở bình thường, bình yên như nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống ở đây, thì chúng ta thấy càng ngày càng diễn ra những vụ bắn giết nhau một cách rất là oan uổng, rất là kinh khiếp. Đến nỗi có nhiều phụ huynh nói với tôi rằng một sư cầu nguyện, mình cũng tổ chức cầu nguyện làm sao để các con em của mình, chúng ta, con em chúng ta đi học, đến trường được sự bình yên. Đó là một cái nỗi lo lắng của phụ huynh có con em đến trường. Quý vị nhớ trong thứ năm vừa rồi phải không? Mới thứ năm đây, thì ở tại Oregon có một người cầm súng vào, trang bị nhiều cây súng chứ không phải là một cây súng, vào trong lớp, trong trường đó và hỏi rằng ai là Christian, ai là người tin Chúa, xin đứng lên. Tất cả đều nằm xuống hết, nhưng mà riêng những người đó đứng lên. Và khi đứng lên thì anh ta tuyên bố rằng chúng bay là người tín đồ thì trong vòng một giây nữa sẽ gặp Chúa, và anh ta bắn chết. Khoảng 9 người bị chết như vậy. 9 con cái Chúa, chúng ta không nói đến tôn giáo thuộc lại hệ phái nào, nhưng mà cứ là Christian thì là bị bắn chết. Họ là giữ vững niềm tin của mình, can đảm đứng lên vì có niềm tin của mình tin Chúa và bị bắn chết. Đó là một cái điều mà tôi đọc tôi thấy rất là cảm phục. Những anh em chị em đó họ biết rằng mình sẽ chết, nhưng họ can đảm bày tỏ lòng tin của mình. Và rồi đây chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những người tin Chúa như chúng ta sẽ lần lượt ra đi để giữ vững niềm tin của mình. Quý vị sẽ thấy được điều đó. Chiến tranh càng ngày càng bùng nổ,
cái nguy cơ chiến tranh lớn cho thế giới nó đang ở trong cái gọi là tầm tay rồi, trong cái giây phút gần gũi nhất rồi. Nếu quý vị có rảnh rỗi chút thời giờ, chúng ta xem một cái clip mà đang gửi trên các internet này, thì nói về cái cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Hôm qua chúng tôi nói chuyện với nhau thì ông Đức có nói đến cái điều này. Thì buổi họp Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Netanyahu của người Do Thái đã dõng dạc tuyên bố, đọc một bài diễn văn mà có thể nói rằng làm cho cả thế giới đều phải bàng hoàng, phải đầy những cái điều mà suy nghĩ lại. Ông nói một cách mạnh mẽ, nhất là ông nói rằng dân tộc Do Thái, người Israel của ông là bị bức hiếp đủ mọi thứ. Và ông nói mạnh ngay cả Iran. Iran đang tìm cách để đe dọa, tấn công vào đất nước ông và dân tộc ông. Thế mà cả thế giới, cả quý vị đều silent, im lặng. Và khi ông nói đến chữ silent thì ông cũng im lặng luôn, để cho cả hàng trăm người đại diện cho các quốc gia trên thế giới trong Liên Hiệp Quốc bây giờ, họ ngồi im lặng. Và ông đứng im lặng luôn. Ông nhìn từng người, từng quốc gia, cả thế giới đều im lặng trước một cái đất nước nhỏ bé là Israel của ông, đang bị bắt hại, đang bị bức hiếp, đang bị đe dọa. Thưa quý hội thánh, nếu chúng ta biết một nguồn tin nữa, đó là đất nước Hoa Kỳ, Obama, Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng không còn làm một đồng minh với Do Thái nữa. No more longer ally với Israel. Thế giờ chúng ta thấy rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nguy cơ của chiến tranh rất là nguy hiểm. Và nước Nga đã tuyên bố rằng họ sẽ lập một lực lượng phương Bắc. Lực lượng phương Bắc nó nằm ở trong Kinh Thánh quý vị, ở trong Ezechiel đoạn 38-39. Lập lực lượng phương Bắc sẽ tấn công Syria và sẽ có những biện pháp gì đó trong tương lai chúng ta không biết. Nga. Và tôi thưa quý vị, khi tôi học về những Kinh Thánh và những lời tiên tri, tôi phải vô cùng sửng sốt và phải nói rằng nổi da gà đó. Là khi xưa quý vị đều biết rằng nước Nga được đổi tên là Liên Xô, phải không quý vị? Là Liên Xô, mà chữ Liên Xô đó ở trong Kinh Thánh không có. Thế thì có ứng nghiệm lời Kinh Thánh không? Trong tương lai, cho đến khi nước Liên Xô đó tuyên bố rằng bây giờ chúng tôi trở thành nước Nga, thế thì cái chữ Nga đó nó trở lại với Kinh Thánh. Và nó là nước Nga, là dân tộc Nga từ phương Bắc, chứ không phải là Liên Xô nào hết. Nước Nga. Gót tức là chỉ về nước Nga đó quý vị. Và Magog tức là một cái nước liên hệ với nước Nga. Thưa quý hội thánh, chúng ta không có nhiều thời giờ để giải thích từng chữ trong Kinh Thánh. Nếu Chúa cho phép thì chúng ta sẽ học. Cảm ơn Chúa là một số anh em, chị em đã học trên giới sách Thải Huyền với tôi vào trong tối thứ tư. Thì sáng hôm nay tôi chưa nhìn thấy cái tình hình thế giới và tình cái thời gian mà chúng ta hội thánh còn tồn tại trên đất này không biết là bao lâu nữa. Nhưng mà tôi được cảm động, sau khi suy nghĩ cảm động rằng là chúng ta cũng cần phải trở lại với sách Khải Huyền, với lời Chúa ở trong sách Khải Huyền, để mà chúng ta ôn lại hoặc là chúng ta nhắc nhở tỉnh thức với nhau về cái tình hình của hội thánh ngày hôm nay trong thời đại này, trong cái thời kỳ cuối cùng này. Hôm qua tôi có tâm sự với cô truyền đạo Tâm Thành thì cô nói rằng ông mục sư ơi, sợ là không kịp đó mục sư ơi, bởi vì học 7 hội thánh thì 7 một hội thánh một tuần lễ chẳng hạn thì chắc không kịp đó mục sư. Thì cô nói vui, nhưng mà tôi nghĩ rằng dù cho kịp hay không kịp, thời gian đến với chúng ta còn hay không thì chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta cứ trung tín học lời Chúa để mà đầy đủ lương thực cho chúng ta. Một trong những câu chuyện mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ về cái ngày mà Chúa trở lại đó,
Thì Chúa có một câu chuyện nhắc nhở rằng những người đầy tớ ngay lành trung tín là biết ngày giờ để cho những người con cái ở trong gia đình của chủ là được đầy đủ thức ăn, biết ngày giờ và kịp thời để chuẩn bị thức ăn, lo đầy đủ. Thì vì câu chuyện đó mà tôi được một sự cảm động. Tôi ao ước quý hội thánh là chúng ta trước khi Chúa trở lại tiếp đón chúng ta đi, thì chúng ta sẽ đầy đủ lời của Chúa như thức ăn thuộc linh của chúng ta, để linh hồn chúng ta được no nê. Thứ hai là chúng ta được sự tỉnh thức, được sự nhắc nhở và biết được ý muốn của Chúa, đường lối của Chúa như thế nào. Thưa quý hội thánh, những dấu hiệu về chiến tranh, những dấu hiệu về tai ương, dịch lệ, thiên tai, vân vân, những biến động đó, những cái tình hình diễn ra hàng ngày trước mặt chúng ta đó, thì càng ngày càng nó ứng nghiệm lời Chúa phán ở trong Kinh Thánh. Cho nên mỗi một con cái Chúa chúng ta phải được tỉnh thức. Mỗi một con cái Chúa chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa để tra xem lời Chúa và nắm lấy lời của Ngài để được vững vàng. Và chúng ta trở lại với sách Khải Huyền thì chúng ta sẽ thấy được Chúa mặc khải những điều đó cho hội thánh của Chúa như thế nào. Và Khải Huyền là một sách mà chúng ta có thể nói rằng đó là một cái bức thư gửi cho 7 hội thánh. Bức thư gửi cho 7 hội thánh đó, và trong cái bức thư là sách Khải Huyền đó đó, Chúa chẳng những nói cho biết từng hội thánh ở trong tình trạng như thế nào, cần phải thay đổi làm sao, cần phải tiến bộ hơn như thế nào. Ngoài những điều đó ra, Chúa còn mở ra cho các hội thánh và cho chúng ta ngày hôm nay thấy được những điều màu nhiệm của cái chương trình cứu chuộc của Chúa, cái điều mà chúng ta gọi là chương trình Chúa tái lâm. Và tôi ghi ở trên phong màn trong cái bài học chúng ta đó là diễn trình Chúa tái lâm được bày tỏ ra một cách có process, có một cái tiến triển từ bước từng bước như thế nào ở trong sách Khải Huyền. Và sáng hôm nay chúng ta không đủ thời giờ để nói nhiều hơn nữa, và chúng ta sẽ cậy ơn Chúa từng lúc, từng bài giảng của tôi, chia sẻ của tôi trong những ngày tới, thì chúng ta sẽ thấy đi sâu vào trong cái chi tiết của sách Khải Huyền hơn. Thưa quý hội thánh, 7 hội thánh này có một đặc điểm và có những ý nghĩa như thế nào, thì sau này chúng ta sẽ đi qua từng cái phần của cái bức thư, tức là từ đoạn 2, đoạn 3 chúng ta sẽ nói đến 7 hội thánh đó có những đặc điểm gì. Bây giờ chúng ta trở lại với cái phần Kinh Thánh. Ông Sứ Đồ Giăng là tác giả của những người là người ghi lại sách Khải Huyền đây đó, theo lời của Chúa, thì ông nói rằng là tôi là Giăng, là anh em, là bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Thì bức thư này được viết ra theo lệnh của Chúa Giêsu đang khi ông Giăng, Sứ Đồ Giăng là đang bị nạn, đang bị gọi là bắt bớ, bị giam cầm ở tại đảo Patmo. Xin cho cái slide kế tiếp đây. Hình ảnh của một vị sứ đồ già nua. Lúc này thì ông Giăng đã gần 100 tuổi rồi. Ông ngồi ở trong một cái ngôi đảo hoang vắng, đảo Patmo. Ông ngồi ở trong cái tinh thần là bị giam cầm và bị lao lực vì cớ phải đập đá nặng nề đó. Thì ông nhận được cái sự mặc khải của Chúa, tức là Chúa hiện ra với ông và lệnh truyền ông. Chúng ta lưu ý, ông nói rằng ông là anh em và là bạn. Anh em với những người nào? Anh em với những người đang gặp hoạn nạn về nước của Đức Chúa Trời, đang lấy lòng nhịn nhục để chịu đựng về niềm tin của mình. Và thưa quý hội thánh, ngày hôm nay chúng ta đang dần dần rơi vào trong cái tình trạng giống như vậy. Chúng ta sẽ là những người gặp hoạn nạn ở trên thế giới này. Ở tại Trung Đông thì rất nhiều con cái Chúa, những anh em đồng đức tin chúng ta, họ đã bị chặt đầu, họ đã bị bắn chết. Đó là họ đã hoạn nạn. Còn chúng ta rồi đây cũng sẽ gặp những điều đó. Rồi chúng ta nhịn nhục vì cớ chúng ta biết là chúng ta là những người tin Chúa, cho nên chúng ta phải đối diện với bao nhiêu sự bất công, bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu những điều của thế gian này.
Và gần đây quý vị đều biết là có một người chị em niềm tin của chúng ta là bà Kim David, là bà ở tại Kentucky, là một thư ký của quận ở nơi đó. Bà đã không có ký tên vào trong cái cấp cái giấy gọi là hôn nhân cho người đồng tính. Thế thì bà bị bắt bớ và bị bắt giam ở trong. Cho nên chúng ta nhìn thấy những điều đó, đó là những con người vì cớ niềm tin mình. Bà lấy lý do là bà không thể ký vào giấy hôn nhân đồng tính là vì cớ ngược lại với niềm tin của mình. Đó là điều mà chúng ta rất là cảm phục. Và vì vậy cho nên đó là những người mà ông Giăng nói rằng tôi là bạn, là anh em với những người hoạn nạn về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giê-xu. Và ông nói rằng tôi đang ở tại đảo Bắc Mô. Đang ở tại Bắc Mô là không phải là để đi du lịch, đi du ngoạn đến đảo đó để xem coi đảo đó đẹp hay xấu. Không phải. Mà ông đã ở đảo Bắc Mô là vì sao? Là vì cái lời Đức Chúa Trời, vì lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đó, rao giảng lời của Chúa là bị gặp bắt bớ. Nói về Chúa Giê-xu là bị bắt hại. Cho nên trong cái thời điểm đó, chúng ta biết rằng đạo Chúa không có dễ dàng phát triển. Gặp hoàng đế La Mã ra lệnh ngăn cấm, và nhiều người chối bỏ cái niềm tin của đạo Chúa. Cho nên có những cái khó khăn. Cho nên ông là một vị sứ đồ mà ông phải bị bắt bớ và bị giam cầm ở tại đảo Bắc Mô. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong hoàn cảnh đó, ở tại đảo Bắc Mô đó, thì ông đã gặp Chúa và Chúa hiện ra với ông. Và lệnh truyền của Chúa như là tiếng kêu vang lớn, như là tiếng loa, tiếng của một cái dòng suối, dòng thác đổ ầm ầm. Và tiếng đó làm cho ông thấy ngạc nhiên, ông quay lại. Và lệnh truyền đó là rằng là điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho các hội thánh. Các hội thánh đó có tên là Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardes, Philadelphia và Laodicea. Chúng ta sẽ học lần lượt từng hội thánh đó. Và khi ông xây lại, ông nhìn xem cái tiếng nói đó là ai, thì ông nhìn thấy có một hình dạng giống như con người. Vì cớ Chúa không hiện ra một con người thật giống như là lúc mà Chúa Giê-xu còn sống ở trên đất, mà Ngài hiện ra với cả sự uy nghi, tất cả cái hào quang vinh hiển của Chúa. Cho nên ông nhìn thấy giống như một con người. Nhưng mà quý vị biết cái chữ con người đó, nó là một cái điều vô cùng đặc biệt trong cái lời tiên tri, trong những sách tiên tri. Khi nói đến Chúa, Chúa hiện ra giống như một con người, thì điều đó đã có ở trong sách Daniel, ở trong sách Ezechiel. Và đó là điều mà sứ đồ Giăng ông cũng viết lại, giống như một con người. Và tất cả những hình ảnh mà mô tả Chúa ở đây đó là những hình ảnh của, là những cái ngôn từ của những nhà tiên tri. Họ mô tả, họ phải dùng cái hình ảnh đó để mô tả cái sự vinh hiển, cái quyền năng, cái gì cao quý, cao trọng của Chúa. Cho nên họ phải dùng những cái từ ngữ là nhìn lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đây là một hình ảnh của một thầy tế lễ, mặc áo dài trắng và thắt đai vàng, tức là cái màu vàng là màu của vua Chúa, quyền năng, sự vinh hiển. Và đầu của Ngài thì trắng như lông chiên, tóc trắng như lông chiên, trắng như tuyết. Ý muốn nói rằng là Chúa là đấng từ thượng cổ cho đến đời đời, Ngài không có hề thay đổi. Cho nên cái màu trắng của tóc Chúa là trường cửu, là đời đời. Và ở đây nói rằng mắt Ngài như ngọn lửa sôi vào trong tận tâm khảm của con người chúng ta, sáng chói. Người ta nói rằng cháy nhà thì ra mặt chuột á, tức là không có điều gì giấu ở trong cái lửa hết, lửa sẽ đốt cháy bày tỏ ra tất cả. Và ánh mắt của Chúa là ánh mắt đoán xét, nhìn biết. Và ở đây nói rằng là chân của Ngài, mắt của Ngài như lửa, chân của Ngài như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Đồng tức là vững như đồng, chân của Chúa vững chắc. Và có những tiếng của Chúa như là tiếng nước lớn, như tôi đã nói khi nãy. Tai hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi,
chúng ta nhớ lời của Chúa như là gươm hai lưỡi sắc vào đến tận hồn linh cốt tủy, phân biệt tư tưởng của ý định trong lòng chúng ta. Miệng của Chúa thò ra thanh gươm có nghĩa là miệng của Chúa có lời của Chúa để đoán phạt và xét đoán vân vân. Rồi mặt Ngài như mặt trời soi sáng hết sức, nói đến sự vinh hiển vinh quang của Chúa như mặt trời, đến nỗi chúng ta không dám nhìn mặt trời. Nếu trưa đứng bóng mà chúng ta ra, chúng ta nhìn mặt trời chứ không có lâu được, nhà bị chói mắt. Thưa quý hội thánh, đây là những cái ngôn từ mà con người dùng để mô tả về sự vinh hiển của Chúa. Tuy nhiên cái điều mà quan trọng chúng ta cần chú ý ở đây là tay của Chúa cầm bảy ngôi sao và chân của Chúa bước đi ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó. Đó là gì? Thì trong cái phần này chúng ta thấy trong đoạn 1, phần cuối của đoạn 1 có giải thích là bảy ngôi sao đó mà chúng ta thấy ở trong tay Chúa đó thì là bảy cái bị là các vị thiên sứ. Bảy ngôi sao đó là các vị thiên sứ của bảy hội thánh, tức là những người hầu việc Chúa, là những người phụng sự Chúa, những người mà gọi là sứ giả của Chúa trong các hội thánh. Còn bảy chân đèn vàng đó là bảy hội thánh vậy. Ở trong phần cuối của câu của đoạn 1 này có giải nghĩa rõ ràng bảy ngôi sao và bảy hội thánh, bảy cái chân đèn bằng vàng. Thưa quý hội thánh, như vậy thì cái bức thư này được viết theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, Ngài hiện ra với sứ đồ dân. Và thưa quý vị, sứ đồ dân ông viết ở trong Kinh Thánh Tân Ước có 3 quyển sách mà ông viết ra. Sáng nay trong giờ tĩnh nguyện tôi có chia sẻ điều đó. 3 quyển sách mà sứ đồ dân viết ra ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Quyển sách thứ nhất là gì? Hồi nãy thầy Ân có đố quý vị, bây giờ tôi cũng xin đố quý vị cho vui. Quyển sách thứ nhất là gì? Sách Tin Lành Giăng. Quyển sách thứ hai là gì? Và các thơ tín văn. Các thơ tín văn, văn 1, văn 2, văn 3. Rồi, quyển sách thứ ba là gì? Là Khải Huyền. Cảm ơn Chúa. Ông văn viết 3 quyển sách này đều liên quan đến cái sự sống của con người chúng ta. Quyển sách thứ nhất là Tin Lành Giăng, ông viết về sự sống đời đời Chúa ban cho những người tin nhận Chúa. Hễ ai tin nhận Ngài thì nhận được sự sống đời đời. Nói về sự sống đời đời là sự cứu rỗi ban cho những người tin Chúa. Sách Tin Lành Giăng. Và các thơ tín văn là viết cho các tín hữu đã có sự sống đời đời, thì ông nói về đó là một cái sự sống bày tỏ ra, cái sự sống năng động, nó hoạt động, nó tuôn tràn cái sức sống đời đời đó ra cho người khác, cho trong cuộc sống chúng ta. Đó là cái sự sống năng động. Và đến sách Khải Huyền này, ông nói đến một cái sự sống trong tương lai chúng ta có, đó là sự sống đắc thắng. Một sự sống mà các con cái Chúa nhận được sự sống đời đời rồi, có đời sống năng động, đầy phước hạnh rồi, thì sẽ chịu đựng được những hoạn nạn, những bắt bớ, những khó khăn, và đối diện với cái tình hình thế giới sẽ diễn ra, và phải sống đắc thắng. Và Chúa Giêsu là đấng đắc thắng, Ngài sẽ từ trời sẽ trở lại để tiếp đón những người được thắng ở trong Chúa. Và sự đắc thắng đó là cái sự đắc thắng mà Chúa muốn nhắc nhở các hội thánh qua bảy bức thơ, bảy cái thơ gửi cho bảy hội thánh. Mỗi bức thơ nào cũng có một cái lời khuyên rằng ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh rằng người nào thắng thì ta sẽ ban cho cái này, ban cho cái kia. Chúng ta sẽ học tới điều đó. Đó là một sự sống đắc thắng mà các con cái Chúa cần phải có. Cho nên tin Chúa không phải chỉ nói rằng để được cứu đủ rồi, không. Mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có một sự đắc thắng, đắc thắng. Và sách Khải Huyền sẽ chỉ cho, dạy cho chúng ta điều đó. Cho nên thư được viết ra để gửi cho bảy hội thánh, để bày tỏ những điều mà đã có, hiện có và còn có sẽ xảy đến trong tương lai. Trong câu thứ 9: vậy hãy chép lấy những điều ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Những việc mà ngươi đã thấy thì ông văn đã viết ở trong đoạn 1 rồi, tức là ông ở tại Đà Bắc Mô, ông thấy điều này, ông thấy điều kia, đó là điều ông đã thấy. Và Chúa nói rằng những việc nay hiện có, tức là từ đoạn 2 đến đoạn 3 đó,
Đó là những việc mà hiện có, tức là tình hình của hội thánh trong thời của ông đang diễn ra như thế nào, và ông viết điều đó. Đó là 7 cái bức thư gửi cho hội thánh đó. Rồi những việc mà gọi là sao sẽ đến. Cái chữ là sao sẽ đến trong câu thứ 9 đó quý vị, trong cái tài chương trình quý vị đọc, quý thấy. Những việc sao sẽ đến đó là những việc tương lai, những việc mà Chúa mặc khải mở ra để cho thấy sẽ xảy ra trong cái thế giới loài người trong tương lai. Và từ đoạn 4 trở đi cho đến hết đoạn, cho đến đoạn 22 của sách Khải Huyền. Thì thưa quý hội thánh, chúng ta xin ghi nhớ những điều đó để hiểu được cái nội dung của sách Khải Huyền, là những điều mà ông Văn ghi lại những việc đã thấy, những việc hiện có và những việc sẽ có ở trong tương lai. Và đó, tất cả những điều đó thì Kinh Thánh hay là lệnh của Chúa ở đây nói rằng đó là sự mặc thị của Chúa, sự mặc khải của Chúa. Chúng ta xem lại câu 1 của đoạn 1 ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 thì nói rằng đây là sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Chúa. Thưa quý hội thánh, mặc khải hay là mặc thị hay là khải thị hay là khải huyền có nghĩa là mở ra những điều mầu nhiệm, mở ra những điều kín dấu, bày tỏ ra rõ ràng để cho nhìn thấy rõ. Đó là sự mặc khải, và Chúa không gìn giữ cái sự mầu nhiệm, cái sự kín dấu nữa, mà Chúa bày tỏ ra. Và sự bày tỏ đó là như thế nào? Thì bày tỏ từ nơi Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã đến với tôi tớ của Chúa qua hình ảnh của thiên sứ bày tỏ cho dân tôi tớ của Chúa, không phải chỉ cho dân không mà cho ai, và chúng ta đọc tiếp là cho những người đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ về Đức Chúa Giêsu, về mọi điều mình đã thấy. Và đó là một cái sự mặc khải bày tỏ cho 7 hội thánh. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta sẽ nói rằng ồ, nếu mà như vậy thì có 7 hội thánh đó họ biết, chứ cần gì hội thánh gì môi mình cần biết. Xin thưa rằng không phải. 7 hội thánh trong sách Khải Huyền nó là đại diện cho tất cả các hội thánh từ thời xưa, từ thời đó cho đến bây giờ đó quý vị, và có thể cho tương lai nữa. 7 hội thánh này là 7 cái người như là đại diện. Vì số 7 ở trong Kinh Thánh đó là một cái số trọn vẹn, một cái số chỉ về cái sự toàn vẹn, chỉ về cái sự tổng thể. Tổng thể số 7. Và nếu nói đến 7 hội thánh có nghĩa là cho tất cả các hội thánh. Và những hội thánh mà có ghi tên ở đây là Ephesio, Smyrna, Pergamon vân vân, thì đó là những hội thánh đại diện. Xin cho cái slide kế tiếp. Đây quý vị nhìn thấy cái thế giới lúc bấy giờ. Sứ đồ Văn ông ở tại đảo Bắc Mô, tức là một cái đảo nhỏ, ở đây quá nhỏ chúng ta không nhìn thấy. Quý vị thấy 7 cái hội thánh đó nằm ở trên 7 cái lằn dần trắng đó, lằn trắng ở trong màu đỏ đó. Đó, 7 hội thánh trong vùng tiểu. Và cái nước mà màu đỏ, màu cam đó, cái nước màu cam đó quý vị biết ngày hôm nay là nước gì không? Nó là nước Thổ Nhĩ Kỳ đó, Thất Kỳ. Và cái nước màu hồng á, màu hồng đó là nước Syria. Syria mà hiện bây giờ người ta phải di tản, người ta phải đi đó. Rồi, da, rồi xuống chút nữa quý vị thấy nhiều cái chữ ở dưới xuống. Đó, cái màu xanh xanh đó là nước Israel, nước Do Thái, Palestine. Và thế thì ông Văn ông bị đài qua cái đảo Bắc Mô. Chúng ta chỉ cái đảo Bắc Mô giùm. Đảo Bắc Mô đó. Đó, đảo Bắc Mô cái chỗ đó đó. Và ông nhìn vô trong bờ biển, ông nhìn vào trong bờ biển là ông thấy có 7 cái hội thánh. 7 hội thánh đang tồn tại, đang hiện diện ở trong đất liền. Và cả một cái vùng đất, cái thế giới này là sứ đồ Phao-lô đã đi rao giảng tin lành. Đi rao giảng tin lành, cho nên tất cả những cái vùng, cái bản đồ này đó thưa quý vị, họ đều trở lại tin Chúa hết. Họ đều có hội thánh hiện diện ở trên đó hết. Thế nhưng quý vị thấy đau buồn làm sao? Cái nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay á, là rất ít Cơ Đốc giáo, mà trái lại là Hồi giáo rất nhiều.
Đó là sự đau. Và các hội thánh đó đáng lẽ tồn tại cho đến ngày hôm nay, nhưng mà Chúa đã phán rằng nếu các ngươi không xứng đáng, ta sẽ cất chân đèn vàng khỏi các ngươi. Và Chúa đã làm điều đó quý vị. Chúa đã cất chân đèn vàng ra khỏi những hội thánh này rồi, mà họ không chịu ăn năn theo lời của Chúa ở đây. Và chính vì vậy cho nên những hội thánh đó không còn tồn tại, ngày hôm nay không còn tồn tại. Đó là một cái sự nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay đó quý vị. Cho nên chúng ta cho một cái slide kế tiếp để thấy rõ hơn quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy đây là tôi đổi một cái màu để cho chúng ta thấy đó. 7 hội thánh này nó nằm theo dòng kim đồng hồ chỉ. Đó là một cái điều kỳ diệu nữa. Quý vị thấy Epheso, tới Smyrna, tới Pergam, tới Thyatira, Sardê, Philadelphia, Laodice, và nó trở lại Epheso đó. Đó là một cái vòng kim đồng hồ. Chúa muốn dạy điều gì trong cái điều đó? Chúa muốn dạy rằng là tình hình của hội thánh nó biến chuyển, nó đi vòng vòng trên thế giới như thế đó. Nếu là ai là hội thánh nào có đặc điểm như Epheso, và hội thánh nào sẽ có đặc điểm như là Smyrna, hội thánh nào sẽ có đặc điểm như là Pergam, Thyatira, chúng ta sẽ học về những điều đó. Chúng ta sẽ học về những đặc điểm của từng hội thánh đó. Và điều đó sẽ dạy dỗ chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý hội thánh, tôi xin giới thiệu trước, hội thánh Epheso họ đã bỏ lòng kính mến Chúa lúc ban đầu. Hội thánh Smyrna họ chịu khổ vì danh Chúa, vì chịu sự bắt bớ của Chúa. Hội thánh Pergam là họ thỏa hiệp với thế gian, họ bội đạo Chúa. Hội thánh Thyatira họ bị hư hoại, họ suy đồi về cái đời sống tâm linh của họ. Hội thánh Sardê họ bị Chúa quở trách là yếu đuối, là ngủ mê, hãy tỉnh thức. Hội thánh Philadelphia, hội thánh Philadelphia không phải ở trên kia đâu, không phải của mục sư Đào Việt Tiến nha. Hội thánh Philadelphia này á là trung tín, giữ cái niềm tin. Chỉ có một hội thánh là được Chúa khen thưởng là hội thánh Philadelphia, đặc biệt ở chỗ đó. Rồi tới hội thánh thứ 7 cuối cùng là Laodice, tệ hại làm sao. Đây là một hội thánh mà chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy được nhắc nhở, được tỉnh thức nhiều lắm. Vì đây là một hội thánh mà Chúa quở trách rằng ngươi hâm hẩm, không nóng, không lạnh. Đây là một hình thức bề ngoài, hội thánh chuộng và bề ngoài hình thức. Bề ngoài là đầy đủ hết mọi sự, nhưng mà bên trong là thiếu mọi sự, nghèo thiếu mọi sự. Và thậm chí đây là một hội thánh bề ngoài tưởng có Chúa, mang tên của Chúa, nhưng mà bên trong không có Chúa. Đến nỗi mà Chúa đứng ngoài cửa, mà Chúa làm gì? Chúa gõ. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, hay ai nghe tiếng ta mời ta vào thì ta sẽ vào với người đó. Tức là bây giờ vào cá nhân. Tức là trong cái hội thánh Laodice này á, là không có Chúa nữa. Có vàng bạc, có thuốc sức mắt, có trang sức, có đầy đủ tiền của nhiều lắm, nhưng mà thật sự trước mắt Chúa thì là lõa lồ, là xấu xa, là trống rỗng hết. Và đến nỗi Chúa không có. Và bây giờ nếu cá nhân nào trong hội thánh đó mà được Chúa nghe tiếng Chúa gõ cửa, mở lòng mình ra đón Chúa, thì Chúa vào ở với người đó thôi, chứ không có ở với hội thánh. Chúng ta lưu ý. Và chúng ta sẽ học sâu nhiệm hơn về điều đó trong những loạt bài kế tới. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị từng hội thánh để chúng ta thấy chúng ta đang sống ở trong hội thánh nào. Sáng nay tôi xin được giới thiệu như vậy. Quý vị thấy, chúng ta trở lại cái slide số 1 đi. Quý vị thấy đó. Hội thánh Epheso, xin lỗi Epheso, cho cái Epheso, hội thánh á, từng hội thánh. Rồi cho tới nữa. Dạ. Hội thánh Epheso, lòng yêu mến Chúa phôi pha, họ bỏ lòng yêu mến Chúa. Hội thánh thứ hai Smyrna, họ chịu khổ vì danh Chúa, vì bắt bớ. Hội thánh thứ ba là Pergam, họ thỏa hiệp với thế gian, bội đạo. Hội thánh thứ tư là hội thánh hư hoại, sai lạc tín lý của Chúa. Hội thánh thứ năm là hội thánh Sardê, họ ngủ mê, họ yếu đuối, mê muội thuộc linh, là yếu đuối thuộc linh. Hội thánh thứ bảy là một hội thánh hâm hẩm, không nóng mà không lạnh, giữ cái hình thức bề ngoài nhưng nội dung bên trong không có Chúa, không có thật sự có thuộc linh chút nào hết. Và nó được tuyên bố đó là một hội thánh của thời kỳ cuối cùng. Thưa quý hội thánh, chúng ta sáng hôm nay học những điều này. Xin Chúa cho chúng ta dọn lòng để đến với Chúa,
chờ đợi Chúa trở lại. Sách Thải Huyền được coi như là một bức thơ gửi cho các hội thánh. Và từ xưa cho đến nay, những hội thánh chúng ta thấy những hoạt động trên thế giới này. Và khi quý vị nhìn thấy cái bản đồ của cái thế giới lúc bấy giờ đó, thì chúng ta thấy, cho xin trở lại bản đồ đó, quý vị nhìn thấy Jerusalem, thấy cái vùng đất của Palestine, và ở chỗ Antioch, Antioch đó là xứ Syria, nước Syria ngày hôm nay đó quý vị, và nước Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi quý vị qua bên trái này, quý vị sẽ thấy nước Hy Lạp và Âu Châu. Âu Châu nằm đó. Cho nên người ta từ Syria người ta di tản bằng đường biển, rồi vượt biên, hay là đi đường bộ qua nước Thổ Nhĩ Kỳ để qua một cái biển nhỏ, mà sứ đồ Phao-lô cũng đã từng đi cái qua cái biển nhỏ này để đến xứ Macedon, tức là giảng tin lành đó. Thì cái vùng Macedon này nó là các nước của Âu Châu, gọi là nước Hungary, Bulgaria, và những nước đó, nước Hy Lạp và nước các nước đó ngày hôm nay, và họ đi xa hơn nữa là Âu Châu. Thì chúng ta biết cái chiến tranh thế giới sẽ diễn ra không phải tại Việt Nam nữa. Chiến tranh thế giới không diễn ra sẽ không tại gì đó, Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên nữa, mà chiến tranh thế giới nó sẽ diễn ra ở tại cái đó đó, ở cái vùng này đây. Cái vùng này đây. Ngày xưa Chúa đã sanh ra ở tại cái vùng này đây. Các môn đồ đã đi rao giảng tin lành cứu rỗi của cho cả nhân loại ở cái vùng này đây. Và rồi trong thế giới sẽ kết cục thế giới ở tại cái vùng này đây. Xin quý vị lưu ý rồi đó. Chúa không có bỏ, không có đi lòng vòng trên thế giới chi hết. Chúa làm cái gì ở đạo đó thì sẽ trở lại ở nơi đó. Con người ra từ cái nôi chỗ nào sẽ trở lại cái nôi ở chỗ đó. Quý vị có thấy chưa? Tôi càng nghiên cứu lời Chúa, tôi càng đọc, tôi càng thấy tôi rợn tóc gáy. Tôi sợ Chúa quá. Tôi sợ những lời kinh thánh chép quá. Vì cả ngàn năm về trước rồi mà bây giờ nó lần lần nó đi ra đúng y như vậy. Cảm phục Chúa vô cùng. Xin Chúa nhắc nhở vào tâm lòng chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng: ta nói cùng các ngươi, trời đất qua đi, nhưng mà lời ta phán không hề qua đi.